Xin chào các bạn. Vừa rồi là một đoạn demo của bài Một Cõi Đi Về. Trong thời gian vừa rồi thì có rất nhiều bạn đã yêu cầu mình làm bài này. Hôm nay mình xin được làm bài này để chia sẻ cho các bạn nào cần bài này. Và các bạn có yêu cầu gì thì cứ comment phía dưới video mình biết mình sẽ làm. Để không làm mất thời gian của các bạn thì mình đi luôn vào câu 1 của nó. Bài này thì cũng là ngắn thôi, ngắn là cũng dễ thôi. Bài này mình lên dây đồ son. Mình dạy ở trên dây đồ son thì các bạn cứ học theo đồ son đi, chứ còn khi mà các bạn đã đánh được ở dây đồ son rồi thì các bạn cầm vào đàn nào cũng đánh như thế thôi. Nó không quan trọng nhất thiết là phải dây đồ son đâu, dây nào cũng được, nhưng mà mình học ở một loại dây này cho nó dễ hiểu. Câu đầu tiên sẽ là re si son mi re si son mi re. Trong trường hợp này các bạn lưu ý là nốt này là nốt mi giáng nhá, mi giáng. Nên là nó sẽ xếp rất gần với nốt re. Chứ ví dụ các bạn mà bấm nốt nốt mi bình thì nó sẽ bị phô ngay. Nghe bị phô ngay. Rồi, tiếp theo. Do 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 son mi re. Do 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 son mi re. Trong bài này thì mặc định của nó là nốt mi giáng nha. Son re do si son re do. Si giáng và mi giáng là mặc định. Rồi, vừa rồi là đã xong lời 1 của nó, bây giờ là đến lời 2. Thì lời 2 thì nó giống y hệt như lời 1 thôi, thì mình đọc và mình đánh mẫu một lần. Re si son mi re. Si son re do. Rồi câu cuối này khác này. Re si la la, re si la son. Re si la, re si la son.
Rồi, bây giờ đến đoạn điệp khúc. Fa 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 si fa fa re re. Fa 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 si fa fa re re. Son mi mi do do re son mi mi do do re son. Vâng, thế là đã xong bài này rồi. Rất là đơn giản đúng không ạ? Vâng. Chúc các bạn học bài này thành công.